Chung Rùi bị miệt thị ngoại hình, làm diễn viên hài vì quá xấu và cái kết viên mãn bên vợ xinh đẹp. Được mệnh danh là trai xấu của showbiz Việt, thậm chí cũng chính vì quá xấu trai, Chung Rùi mới quyết định theo nghiệp diễn viên hài. Dù vậy, vượt qua tất cả những miệt thị, nam diễn viên hài có cuộc sống viên mãn đáng ghen tị bên người vợ xinh đẹp giỏi giang. Chung Rùi là diễn viên hài được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài tự nhiên, mộc mạc và có duyên. Chung Rùi xuất hiện nhiều trong các sản phẩm trên YouTube, sân khấu lẫn truyền hình. Dù không sở hữu thế mạnh về ngoại hình, nhưng chính vẻ xấu lạ khác biệt đó lại giúp anh thành công hơn trong công việc. Nói về cơ duyên thành diễn viên hài, Chung Rùi bộc bạch rằng khi bé thường hay bị ba mẹ đánh vì tội nghịch ngợm, anh đã luôn tìm cách gì đó để bố mẹ bất giận. Dần dà kinh nghiệm chọc cười tăng lên, bạn bè và mọi người xung quanh lại thoải mái và vui vẻ với những lúc bị anh chọc. Cũng từ đó, Chung Rùi nuôi ước mơ sẽ trở thành diễn viên hài thực thụ và thi đậu vào khoa kịch hát dân tộc, chuyên ngành diễn viên chèo, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau đó anh tốt nghiệp và tham gia làm cộng tác viên đọc lời bình luận cho trung tâm media và có quen biết với Thành Long, chủ nhiệm dự án Game Show. Nhận thấy Chung Rùi có khả năng diễn xuất nên Thành Long mời Chung Rùi tham gia vào ekip. Trước đây nhiều người chê Chung Rùi xấu khiến anh mang tự ti, nhưng sau này vào nghề, cái xấu của anh lại rất ăn tiền nên nam diễn viên tự tin hơn. Khi mới vào nghề, ngoại hình đã ảnh hưởng nhiều đến Chung Rùi, vì xấu nên anh khó có cơ hội được diễn xuất. Có những lần chỉ vừa mới giới thiệu tên Chung Rùi đã bị cho ra ngoài vì quá xấu. Anh lại tìm cơ hội ở những vai diễn quần chúng nhưng lại không được mời. Rồi danh hài đất Bắc xin đi đánh trống, múa lân ở nhà hát tuồng để kiếm thêm thu nhập. Có lần đi casting đọc truyện cười, anh đã cố gắng nắm bắt cơ hội hiếm hoi này và đọc 5 loại giọng khác nhau. Rất may mắn sau đó Chung Rùi đã được chọn. Bị miệt thị ngoại hình và mất nhiều cơ hội vì xấu, Chung Rùi cho biết mình không có ý định đập đi xây lại. Anh bộc bạch, hầu như cứ một tháng tôi nhận được 3 lời mời làm săn, có khoảng thời gian tôi bị ám ảnh cả trong những giấc mơ. Tuy nhiên tôi vẫn luôn tâm niệm rằng người ta yêu mến mình qua diễn xuất, thế nên có sao dùng vậy. Hơn nữa tình yêu khán giả dành cho mình ở điểm xuất phát nào thì nên giữ như thế. Bản thân tôi cũng không muốn thay đổi bởi biến thành một người khác thì đâu còn là mình nữa. Mang một gương mặt khác sẽ khiến ai cũng cảm thấy lạ lẫm. Thậm chí, anh cũng từng nhắc đến Đức Phúc, nam ca sĩ nổi tiếng và thành công sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi tự hỏi cảm xúc thật sự của mẹ Đức Phúc khi nhìn thấy cậu ấy bây giờ sẽ thế nào. Phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên đâu có nghĩa là bạn sẽ không bị ném đá nữa. Vẫn bị ném đá như thường đó thôi. Dù bạn có thay đổi như thế nào, cũng sẽ không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Có thể Đức Phúc quá nặng nề chuyện đó nên mới tìm cách thay đổi. Tôi thấy như vậy mới là thiệt thòi. Làm nghệ sĩ cũng như làm dâu trong họ, nên bỏ ngoài tai những chỉ trích chê bai về ngoại hình và thuyết phục khán giả bằng tài năng của mình, anh thẳng thắn nói. Chung Rùi tâm sự bản thân có nhiều lúc buồn và tức khi bị chê bai ngoại hình. Tuy nhiên bỏ qua tất cả, anh vẫn cảm thấy tự hào vì đi lên từ tài năng và làm nghề nghiêm túc không scandal. Anh nói, những tức giận đó tôi giữ lại cho riêng mình, bỏ qua những lời cay đắng ấy để bước về phía khán giả, cống hiến cho khán giả. Nhờ phát triển ở lĩnh vực YouTube đã giúp tiếng tăm của Chung Rùi được mọi người biết đến hơn, anh được mời tham gia nhiều game show, đóng phim truyền hình. Có khi Chung Rùi nhận 28 show trong một tháng. Lâu dần anh thấy như vậy không đảm bảo được sức khỏe, nên anh làm việc có chọn lọc lại. Ngoài đóng phim ngắn, Chung Rùi còn đóng phim truyền hình Những Người Nhiều Chuyện xuất hiện trong chương trình Táo Quân. Đầu năm nay, Chung Rùi nhận được nhiều sự chú ý khi thay thế nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong Táo Quân 2022 để đảm nhận vai cô đẩu. Chung Rùi gắn bó với chương trình Táo Quân gặp nhau cuối năm 3 năm liên tiếp. Khi chia sẻ cảm xúc về việc được đóng Táo, nam diễn viên trẻ từng tâm sự. Những diễn viên trẻ như tôi thì được góp mặt vào chương trình Táo Quân là một may mắn. Đây là chương trình văn hóa của cả nước, nên mỗi năm chúng tôi phải đưa ra xem xét để được đóng. Chứ không phải đóng năm 1 thì sẽ có năm 2, nhất là diễn viên trẻ như tôi. Đó là sự cân nhắc những hoạt động trong một năm, lối sống, thẩm mỹ, tư cách, kỹ năng nghề. Vì thế hàng năm, cánh hài trẻ chúng tôi luôn coi Táo Quân là một đỉnh cao để phấn đấu. Là một diễn viên hài, Chung Rùi cũng từng gây tranh cãi khi lấn sân âm nhạc và ra MV hoành tráng. Khán giả tò mò khi một diễn viên hài hát rap và đầu tư MV tiền tỷ. Bên cạnh những phản hồi tích cực khen ngợi về phần âm nhạc và chất lượng sản phẩm, thì cũng có những bình luận chỉ trích nghệ sĩ hài làm lố, đú trend và giọng hát không nghe nổi. Bên cạnh đó, một số khán giả đặt câu hỏi về việc MV của Chung Rùi đạo nhái ý tưởng MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTB. Dễ thấy, ngay phần mở đầu của hai MV đều chiêu đãi người xem bữa tiệc nóng bỏng bên bể bơi. Ngoài ra, những phần cảnh ăn chơi thác loạn hay những màn khoe siêu xe của hai nhân vật chính cũng được cho là na ná Sơn Tùng. Chung Rùi sau đó không lên tiếng về vấn đề này. Về đời tư, Chung Rùi được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ xinh đẹp. Cuối tháng 12 năm 2019, Chung Rùi tổ chức hôn lễ với diễn viên múa Ngọc Hà, sinh năm 1996. Cả hai yêu nhau được 3 năm, sau đó quyết định về chung một nhà.
Trong một lần rung rùi chia sẻ, vợ anh là người chịu khó và tự lập. Công việc tuy chẳng dễ dàng và lương không cao, nhưng cô ấy rất yêu nghề. Cô từng là một trong 10 người được cử đi Nhật du học về múa. Thuở mới yêu, cá tính của Ngọc Hà chính là điều thu hút rung rùi. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn về việc anh đi sớm về khuya, làm việc liên tục mà luôn ủng hộ công việc của nam diễn viên. Ngọc Hà cũng chưa từng đòi hỏi anh phải mua cái gì hay kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Cặp đôi đã chào đón đứa con đầu tiên của họ là một bé gái bụ bẩm đáng yêu. Từ lúc có con, Trung Rùi ngày một chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên vì công việc quá bận rộn nên Ngọc Hà đã lui về phía sau, ở nhà chăm con, lo việc nội trợ để chồng yên tâm làm việc. Về phía nam nghệ sĩ, anh cho biết vợ và con gái chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày.